Đau lưng là một triệu chứng thường gặp. Theo thống kê của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, 80% người dân từng bị đau lưng ít nhất một lần trong suốt cuộc đời. Có những trường hợp tự nhiên đau lưng, sau đó cải thiện trong vòng vài tuần, nhưng cũng có khi kéo dài hơn hoặc tái phát. Nguyên nhân đau lưng có thể do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, loãng xương, hẹp cột sống và các bệnh lý khác như viêm cột sống dính khớp, viêm thân sống đĩa đệm, lao cột sống, ung thư di căn cột sống, đa u tủy hay chèn ép tủy cấp. Bấm huyệt trị đau lưng là phương pháp tác động trực tiếp đến hệ thống huyệt vị vùng cơ, xương lưng, cột sống lưng và các huyệt đạo liên quan. Phương pháp này có thể thực hiện cho cả đau lưng cấp tính và mãn tính. Bấm huyệt giúp giãn mạch, cải thiện tuần hoàn, chống viêm, giảm phù nề, giãn cơ, giảm áp lực lên gân, dây chằng, thư giãn thần kinh. Bấm huyệt chữa đau lưng giúp giảm đau nhanh chóng. Không gây tổn thương đến các bộ phận lân cận như phẫu thuật, tăng khả năng hoạt động của hệ miễn dịch cơ thể. Phương pháp bấm huyệt chữa đau lưng có rất nhiều ưu điểm như vậy.